34. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ nhất của Việt Nam, Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng. Ngài sinh năm 1258, mất năm 1308, thọ 50 tuổi. Thân thế và sự nghiệp của Ngài chúng tôi không nêu vì hiện có quá nhiều sách viết về Ngài. Chúng tôi xin nêu 3 trường hợp mà chưa có sách nào nêu. 1. Ngài đạt được bí mật Thiền Tông. 2. Lời dạy tu Thiền Tông của Ngài. 3. Bài kệ Ngài viết về dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông. 1. Trường hợp Ngài đạt được bí mật Thiền Tông như sau. Ngài là vị vua thích tìm hiểu những lời cao sâu của Đức Phật dạy, nên Ngài sưu tầm hết trong các kinh điển. Đặc biệt, Ngài thích pháp môn Thiền Tông học và may mắn đọc được các bài kệ đạt được bí mật Thiền Tông của các vị tổ sư thiền xưa. Ngài thường thực hành theo những lời dạy của Đức Phật và các vị tổ mấy năm trời mà không có kết quả gì. Một hôm, Ngài đem sự việc này nói cho anh vợ Ngài là Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức Trần Quốc Trung, nghe. Tuệ Trung Thượng Sĩ nói, người muốn rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tâm vật lý của mình tự nhiên thanh tịnh, đừng có khởi lên ham muốn thanh tịnh. Nếu tập được thuần thục thì tự nhiên được rơi, nhưng pháp môn này người có đại phúc lắm mới được rơi. Câu nói của Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài nghe rồi để đó. Một hôm, 9 giờ đêm Ngài đi ngủ, trực nhớ lại câu nói ấy, Ngài thực hiện như lời Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bỗng Ngài được rơi vào chỗ mênh mông trống rỗng gần một canh giờ. Khi trở lại bình thường, Ngài có làm bài kệ 44 câu nói lên chỗ tuyệt diệu ấy như sau. Thiền Tông quả thật diệu kỳ, mấy năm tìm kiếm không gì thấy đâu. Tuệ Trung chỉ nói mấy câu, thực hành đúng vậy, nhận sâu chuỗi vàng, rơi vào bề tánh rõ ràng, hiểu nghe thấy biết rõ ràng không ngăn. Ngày xưa Đức Phật dạy rằng, chỉ tâm thanh tịnh nhận rằng quê xưa, dù cho dụng công sớm chưa, đến già đến chết cũng chưa thấy gì. Chỉ cần thanh tịnh một khi, rơi vào bể tánh cái gì cũng xong. Thiền Tông Phật dạy chữ không, không quán, không tưởng, không trông Niết Bàn. Niết Bàn là tịnh thanh thang, nếu tìm hay kiếm vào đàng trầm luân. Bí mật Thiền Tông chỉ dừng, không theo vật lý là dừng lại ngay. Thiền Tông Đức Phật chỉ bày, sống với thanh tịnh vào ngay Niết Bàn. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, không theo vật lý là an muôn đời. Thiền Tông thanh tịnh thành thơi, sống với Phật tánh muôn đời bình an. Thiền Tông không phải lang thang vật lý muôn ngàn khổ đau. Loài người không biết nên vào, vào trong tam giới cái nào cũng vươn. Đức Phật nhìn thấy rất thương, thương cho nhân loại không đường thoát thân. Vì vậy Phật dạy tu lần, đầu tiên quán tưởng chuyển dần nói hay. Khi nói dưới đất trên mây, nói hoài không thoát, dạy đây kiếm tìm. Kiếm tìm để biết trên thiên, tìm ra cho được cũng miền trầm luân. Sau cùng Đức Phật dạy dừng, luân hồi sinh tử tức thì dừng ngay. Ngày xưa trẫm cứ tìm hoài, nhờ anh thượng sĩ vào ngay Niết Bàn. Giờ đây trẫm hết lang thang, đi tìm đi kiếm đầu đàng về quê. Không kiếm mà thấy đường về, chỉ cần thanh tịnh về quê tức thì. Khi 44 câu kệ Ngài viết ra xong, có đưa cho Tuệ Trung Thượng Sĩ xem. Tuệ Trung Thượng Sĩ xác nhận là Ngài đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Đồng nghĩa, Ngài đã vượt qua được cửa hải chủ âm của chính Ngài. Khi dẹp tan 2 lần quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta, Ngài nhường ngôi cho con lên núi Trúc Lâm Yên Tử lập ra phái Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử, tự đặt tên mình là Điều Ngự Giác Hoàng. Còn Hoàng Triều, thần dân tôn Ngài là Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cũng tôn Ngài là tổ đầu tiên tu theo pháp môn Thiền Tông Phật giáo Việt Nam. Vì sao Ngài được danh hiệu cao quý này? Vì Ngài đã đạt được bí mật Thiền Tông và được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh căn cứ vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Hễ người nào tu theo pháp môn Thiền Tông mà đạt được 2 căn bản trên được phép làm tổ sư Thiền Tông. Vì vậy, danh hiệu của Ngài rất phải. Khi làm sơ tổ sư Thiền Tông trên núi Trúc Lâm Yên Tử, nhiều người đến hỏi Ngài về pháp môn tu Thiền Tông. Ngài nói bài kệ tu Thiền Tông 16 câu như sau. Tu thiền cứ vậy mà tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Phật tánh trong mình không tìm kiếm, chỉ tâm thanh tịnh ấy tu thiền. Dụng công tìm kiếm bị đảo điên, chỉ cần thanh tịnh hết não phiền. Rơi vào bể tánh là chân phải, quán tưởng làm chi coi chừng điên. Ngày xưa Đức Phật dạy tu thiền,
tánh mình thanh tịnh tự nhận riêng, những điều kỳ diệu sẽ thấy liền, rơi vào bể tánh hết đảo điên. Dụng công tìm kiếm chỗ linh thiêng, tu hành như vậy sai trái liền, tánh mình thanh tịnh là chân phải, quê xưa chốn cũ nhận ra liền. Khi sắp tịch, Ngài có công bố ra 200 câu kệ nói về dòng chảy của mạch nguồn thiền tông như sau. Đầu tiên Đức Phật dạy tu thiền, Mahakasip nhận liền hoa sen. Hoa sen sáng tỏ hơn đèn, phá tan màn tối nhận liền quê xưa. Thiền tông Đức Phật truyền xưa, Kasip nhận được quê xưa của mình. Ngài thấy như vậy lặng thinh, chỉ cần mỉm cười Đức Phật truyền trao. Truyền trao mất hẳn chiêm bao, bước qua hàng rào của hải triều âm. Kasip nhận được âm thầm, lần lượt truyền người làm tổ thứ hai. Tổ hai nhận được căn tai, nhận được cười hoài vì hết trầm luân. A Nan đã biết pháp dừng, luân hồi sinh tử ngài đừng chạy theo. Tổ vị ngài truyền tiếp theo, Thương Na Hòa tu làm tổ thứ ba. Tổ ba đã biết nhận ra, kế đến Cúc Đa nhận ra phát thiền. Thứ năm Đa Ca có duyên, chính thức nhận liền tổ vị thứ năm. Đa Ca lặng lẽ âm thầm truyền lại pháp thiền ông Di Giá Ca. Vị tổ thứ sáu nhận ra, bà Tu Mật nhận sâu xa nguồn thiền. Thiền tông chính thức được truyền cho ông Phật Đà làm tổ tiếp theo. Nan Đề nghe huyền Phật xưa, tìm ông Phục Đà truyền pháp thiền tông. Tổ 9 nhận được ngóng trông, tìm tổ 10 tôn giả thiền ca. Ngày xưa huyền ký Thích Ca, 11 là ngài Phú Na được truyền. Phú Na tìm người đủ duyên, Mã Minh mong thiền của Phật Thích Ca. Tổ vị 12 nói ra, 13 là tổ Ma La tiếp mình. Ca Tỳ nhận được lặng thinh, đợi ngài Long Thọ cùng mình truyền riêng. 15 Ca Na Đề Bà, văn hay chữ tốt nhận ra pháp thiền, rằng ngài đã được đủ duyên, Long Thọ truyền thiền làm tổ 15. Lớn tuổi một mình âm thầm, tìm người hiểu đạo trao phần thiền tông. Ở nước Tỳ La có ông, La Hầu Đa La chính tông danh ngài. 15 tổ đến nhận ngay, vị ấy đáng được nhận ngay nguồn thiền. 16 biết được huyền thiêng, chính thức được truyền tổ vị thiền tông. Xuống Nam gặp được Nan Đề, hoàng tử Nan Đề biết tụy thiền tông. Tổ vị 17 là ông, đi qua khắp xứ cũng mong truyền thiền. Gặp được già dạ có duyên, nên được truyền thiền làm tổ tiếp theo. 19 là ông Cưu Ma, gia tộc cao quý dòng bà La Môn. Ngài La Đa lại có duyên, hiểu được gốc thiền của Phật Thích Ca. Vị tổ 18 nhớ ra, ở trong huyền ký của Phật Thích Ca. 19 là ông Cưu Ma, tổ vị tiếp nối Thích Ca lưu truyền. Lớn tuổi ngài hết trần duyên, chính thức truyền thiền tổ vị 20. Nhận thấy xa dạ hơn người, rõ môn thiền học không ai sánh bằng. Tổ chức huyền ký nói rằng, bà Tu Bàn Đầu làm tổ tiếp theo. Vì vậy tổ chức nghe theo, truyền ông Bàn Đầu làm tổ thiền tông. Tổ vị 21 đã xong, Bàn Đầu tìm người để mong tiếp thiền. Tìm người phong cách trao riêng, thiền tông mầu nhiệm linh thiêng xứ này. Manoa mong muốn dựng xây pháp môn thiền học tại đây lưu truyền. Hạc Lạc chính thức đủ duyên, Mana truyền thiền trao đủ thiền tông. Chánh pháp bí mật trong lòng, có ngài sư tử chờ mong nguồn thiền. Bà La Môn này có đại duyên, chính thức nhận thiền làm tổ 24. Tâm ông đã được như như. Tổ sư tử được y như lời nguyền. Tìm người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền làm tổ 25. Bà Xá Tư Đa kế tân, nguyện theo sư tử cầu mong phát thiền. Sư tử thấy ông đủ duyên, chuyển giao phát thiền làm tổ 25. 26 Bất Như Mật Đa, dòng sát đế lợi lại mong Phật Đà. Phật Đà là của Thích Ca, vì lòng ham muốn vua cha bằng lòng. Khi ngài nhận được pháp xong, Bát Nhã Đa La rất mong gặp ngài. Suy cùng kiếp trước và nay có duyên tiền định nhận ngay pháp thiền. Thiền tông nước Ấn Bảo Điên, do vậy pháp thiền phải đến phương Đông. Vượt sông qua biển đi vòng, lần theo eo hồng, cập biển Việt Nam. Bồ Đề 28 gian nan, tìm người duyên lớn chuyển sang pháp thiền. Gặp vua Võ Đế trình riêng, vị vua nói liền thầy đã bị điên. Tổ xuống thuyền đành ra khơi, tại đất Bắc Ngụy thăm thả nghỉ ngơi. Đông Nhạc mách thời thần quang, thần quang khi nhiệt được lệ tuôn tràn,
Quang Trình làng Tổ Phương Đông tăng xám bị bệnh không dám cầu mong. Cầu xin Huệ Khả chữa xong, bệnh tình khổ sở không mong thứ gì. Ở trong huyền ký có ghi, tăng sáng nhận thì tổ vị 30. Khi nhận tổ vị vui tươi, phổ đi khắp chốn người người an vui. Đến khi lớn tuổi tìm người để trao tổ vị cho người tiếp theo, bất luận người giàu hay nghèo, miễn nhận đạo mầu của Phật Thích Ca. Đạo tín tìm ngài hỏi qua, con làm sao được vượt qua luân hồi. Tăng sáng dạy đạo tín thôi, nhiều đời sinh tử dứt rồi với ông. Đạo tín nhận được thong song, con chỉ một lòng phụng thiền Thích Ca. Tuổi già lần lượt hiện ra, tìm người kế tiếp Thích Ca lưu truyền. Hoàng Nhẫn vị thầy có duyên, đem về nuôi lớn truyền thiền cho ông. Hoàng Nhẫn nhận pháp vừa xong, tìm trong thiên hạ ai mong tu thiền. Do vậy phổ đi các miền, tìm người duyên lớn truyền thiền tiếp theo. Có anh bán củi rất nghèo, nghe người tụng đọc lần theo hỏi liền. Kinh gì lời kệ rất thiêng, tôi vừa nghe đến nhận liền tánh không. Hoàng Nhẫn phổ khắp núi sông, bài kinh tôi đọc là thiền Kim Cang. Một mình khổ sở gian nan, đông thiền xa quá lên đàng mà đi. Khi đến tổ hỏi cầu chi, con xin làm Phật cầu chi không cầu. Tổ bảo không Phật mà cầu, Huệ Năng liền nói Phật đâu bên ngoài. Ngũ tổ thấy năng người tài, sợ người hãm hại chỉ ngay nhà chủ. 8 tháng ngài phải lu bù, giã gạo gánh nước không xu không tiền. Ngộ thiền ngài chỉ biết riêng, ngũ tổ truyền thiền làm tổ 33. Đến đây huyền ký Thích Ca, pháp thiền thanh tịnh phải xa nơi này. Truyền thiền chấm dứt tại đây, dòng chảy nguồn thiền tại đây chảy hoài. Chảy đi khắp chốn trần ai, chảy về Nam Quốc dừng ngay Long Thành. Hôm nay chẳng nhận rõ rành, pháp thiền thanh tịnh trụ thành Thăng Long. Thiền tâm không phải dụng công, chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. Thiền tâm đơn giản vậy thôi, nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân. Do vậy Đức Phật dạy dừng, không theo vật lý luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại Yên Tử Đài, ta nay phổ biến ý ngài Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, thiền tông chánh pháp Thích Ca lưu truyền. Vị nào có được đại duyên, ta sẽ truyền thiền làm tổ tiếp theo. Thiền tông lội suối qua đèo, theo đường hiểm nghèo để xuống phương Nam. Đất Việt gặp lúc gian nan, ở yên Trung Việt đời an quê nhà. Thiền tông chính thức bùng ra, ở tại đất rồng phổ khắp Nam Châu. Thiền tông đến lúc khởi đầu, xóa đi đạo cầu quán tưởng và xin. Tại đây lời dạy tối linh, phổ đi thiền học của mình Thích Ca. Các ông nghe kệ của ta, viết ra huyền ký Thích Ca lưu truyền. Giúp người hữu phúc đại duyên, nhận được nguồn thiền là hết trầm luân. Chỉ dạy hậu nhân biết dừng, vì đây sứ mạng nhớ đừng lãng quên. Người dân Việt biết đáp đền, những lời Phật dạy đừng quên trong lòng. Phổ đi khắp chốn núi sông, cho người duyên lớn cầu mong pháp thiền. Người nhận được hết đảo điên, biết cách tu thiền của Phật Thích Ca. Thiền tông nước Việt bùng ra, Nam Châu bốn biển nhà nhà an vui. Ai nhận được tự tươi cười, vì đã về được quê tươi của mình. Ông quan văn hóa Triệu Nhật Trường thắc mắc hỏi sơ tổ Trúc Lâm. Kính thưa Thái Thượng Hoàng, con có thắc mắc mấy điểm như sau, vậy kính xin Thái Thượng Hoàng giải đáp cho con. Trong nhân gian này có nhiều đạo, sao Thái Thượng Hoàng lại thích tu theo đạo Phật? Không lẽ đạo Phật cao hơn các đạo khác chăng? Xin Thái Thượng Hoàng giải thích cho con cốt yếu của đạo Phật và các đạo khác, mỗi đạo chủ trương như thế nào? Tổ Điều Ngự trả lời cho ông quan văn hóa Triệu Nhật Trường, khi ta xem các vị tổ sư thiền tông ngộ đạo, ta mới biết rằng ngộ đạo là hiểu đạo, nhưng hiểu suông là không phải, mà phải được rơi vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh thì mới hiểu đúng được. Phần này ta khó nói cho ông biết được. Vì sao vậy? Ví dụ hiện ông ở vùng nhiệt đới, khi ông lên được vùng Bắc Cực, ông cảm nhận được cái lạnh của Bắc Cực. Khi ông về lại vùng nhiệt đới, người ở vùng nhiệt đới hỏi ông về cái lạnh ấy như thế nào, ông có thể nào trả lời được không? Vì không trả lời được cái lạnh ấy như thế nào cho chuẩn xác được, nên hôm nay ta cũng không thể trả lời cho ông được. Nếu ta nói với ông lạnh như thế này hay như thế kia, ông chỉ có suy nghĩ cái lạnh ấy mà thôi.
đã là suy nghĩ thì làm sao đúng được. Vì lý do này nên trên núi ta có cất chùa đồng, ẩn ý là ta muốn nói chỗ này đó. Cũng như khi ta được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tự ta biết chứ không thể nói cho ai biết được. Nếu ai muốn biết cái lạnh của mùa đông như thế nào thì hãy lên chùa đồng ôm lấy chùa thì sẽ biết. Cũng vậy, ai muốn trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh như thế nào, hãy thực hành đúng lời Đức Phật dạy, tự mình rơi vào sẽ biết, chứ không ai diễn tả bằng văn tự của thế gian này mà đúng được. Cũng vì không nói đến chỗ chân thật trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nên Đức Phật mới dạy chỗ được rơi này là bất lập văn tự. Không kinh sách nào viết đúng chân thật được, nên Đức Phật dạy chỗ này là giáo ngoại biệt truyền. Ai được rơi vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh rồi mới thấy được tánh mình, Đức Phật gọi là trực nhận tánh mình. Vào đây được rồi mới gọi là kiến tánh thành Phật. Ông quan văn hóa Triệu Nhật Trường lại hỏi: Kính thưa Thái Thượng Hoàng, sao con nghe nhiều vị hiện nay họ xưng mình là thiền sư, họ nói họ dụng công tu thiền tông, đã thấy biết được quá khứ, vị lai, những vị tu như vậy có đúng là tu thiền tông không? Tổ Điều Ngự trả lời: Phần này ta cũng ví dụ thực tế cho ông hiểu. Như ông hiện giờ đang bị khăn bịt mắt kín vậy, ông nghe ta nói gì, ông chỉ suy nghĩ để hiểu mà thôi, chứ sự thật ông không thấy. Người tự xưng mình là thiền sư tu dụng công để biết quá khứ vị lai, đây là họ tưởng tượng ra để lừa người. Vì ông là quan phụ trách văn hóa mà còn không biết được, người bình thường làm sao hiểu? Ông quan văn hóa đã hiểu thấu lời của tổ dạy, xin cảm ơn và xin tổ giải thích về tất cả các pháp môn tu. Tổ Điều Ngự Giác Hoàng dạy ông quan văn hóa: Ở thế giới vật lý này, căn bản có các pháp môn tu như sau. Đức Phật Thích Ca dạy có hai phương pháp. Phương pháp tu sử dụng vật lý để thành tựu trong vật lý có 5 thứ: quán, tưởng, cầu mong, lý luận, nghi, tìm kiếm, tưởng tượng, tích điển. Không sử dụng vật lý chỉ có một thứ. Chỉ cần để tâm thanh tịnh khi thuần thục tự nhiên được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh là xong. Khi vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tự nhiên biết được những gì mà mình muốn biết. Nói theo bình dân, tu theo đạo Phật cốt để thành Phật. Một, chỉ cần để tâm thanh tịnh khi thuần thục tự nhiên được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh là xong. Khi vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tự nhiên biết được những gì mà mình muốn biết. Nói theo bình dân, tu theo đạo Phật cốt để thành Phật. Hai, đạo tiên, ai tu theo đạo này là để được thành tiên, cốt yếu người tu theo đạo tiên là để hưởng sung sướng. Ba, đạo thánh, ai tu theo đạo này mục đích là để được phong thánh. Bốn, đạo thần, ai tu theo đạo này mục đích chính là để được phong thần. Trên đây là người tu sử dụng vật lý để tu, còn người tu không sử dụng vật lý chỉ có một. Thanh tịnh thiền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mục đích chính là để trở về quê hương chân thật của mình, chứ không thành bất cứ thứ gì cả. Tổ Điều Ngự Giác Hoàng dạy thật rõ: Sau đây là người tu đúng theo pháp môn thanh tịnh thiền, tức thiền tông mà Đức Phật dạy nơi thế giới vật lý này gồm: Một, người tu theo pháp môn thiền tông không nhận của ai một đồng nào hay bất cứ vật chất gì. Hai, không tập trung đông người. Vì sao vậy? Vì thiền tông là thiền thanh tịnh, nếu tập trung đông người sẽ mất thanh tịnh. Ba, người không phải tu pháp môn thanh tịnh thiền mà mạo là thanh tịnh thiền, mục đích là câu nhiều người đến nghe để có danh và lợi, thì luật nhân quả sẽ quật ngã ngay. Điều này ta đã chứng kiến rất nhiều. Ông quan văn hóa Triệu Nhật Trường lại xin hỏi tiếp: Kính thưa Thái Thượng Hoàng, vợ của thần hiện đang tu pháp môn tịnh độ, vậy kính xin Thái Thượng Hoàng giải thích pháp môn tu này là tu làm sao? Thần xin cảm ơn Thái Thượng Hoàng. Tổ Điều Ngự Giác Hoàng nói pháp môn tu tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là pháp môn dạy người giác ngộ và giải thoát, nhưng Đức Phật dạy trong ẩn ý. Do vậy, có nhiều người tu sai. Ta nói cho ông rõ chữ tịnh độ như sau. Tịnh là thanh tịnh, độ là đưa qua. Đưa qua đâu? Vì chúng sinh đang sống trong ồn ào luân chuyển của vật lý, vì vậy phải bị luân hồi sinh tử. Còn trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh là nơi sáng suốt trùng khắp. Vì sao trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh có được như vậy? Vì trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh tự nhiên có như sau. Điện từ quang bao trùm khắp tất cả. Trong khắp tất cả đó Đức Phật gọi là Phật. Trong khắp tất cả đó có hàng tỷ cái ý.
trong ý có đầy đủ như thấy, lúc nào cũng thấy gọi là hằng thấy, nghe, lúc nào cũng nghe gọi là hằng nghe. Pháp tức tiếng, khi nào ý muốn phát ra tiếng, tự nhiên phát ra tiếng. Trong ý có cái hay biết, lúc nào cũng biết gọi là hằng biết. Mà cái thứ này nằm trong vỏ bọc của tánh nên Đức Phật gọi chung là Phật tánh. Còn trong kinh Pháp Bảo Đàng, Đức Lục Tổ Huệ Năng khi Ngài được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh có nói chỗ này: không ngờ tánh ta tự đầy đủ. Tổ Điều Ngự Giác Hoàng, Ngài dạy rõ pháp môn tu tịnh độ như sau: niệm là nhớ, Phật A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức của chính mình. Khi cái nhớ đó mà mất rồi, vô niệm, tức mình được thanh tịnh, đồng nghĩa điện tử âm dương bớt với mình, tức khắc mình được sức hút của điện tử quang trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, tự động hút mình vào trong đó. Nguyên lý này, Đức Phật dạy thanh tịnh thiền là Ngài dạy chỗ này. Còn người tu tịnh độ, Đức Phật dạy đi vòng. Chỗ này quý vị đạt được bí mật thiền tông hay được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, họ hiểu chỗ này nên các vị ấy hay nói: các ông đừng để Đức Phật lừa mình, là các ngài nói chỗ này vậy. Ông Quan Văn Hóa muốn rõ thông những gì mà ông thắc mắc nên hỏi thêm: kính thưa Thái Thượng Hoàng, vợ thần ưa đi thọ bát quan trai do các chùa tổ chức. Mỗi lần đi thọ bát về, vợ thần thường hay nói: tôi mới vừa đi thọ bát quan trai về, ông đừng có chọc phá tôi nghe. Nếu ông chọc phá tôi sẽ bị tội lút đầu đó. Vậy kính xin Thái Thượng Hoàng dạy cho thần hiểu thọ bát quan trai như thế nào mới đúng lời Đức Phật dạy. Tổ Điều Ngự Giác Hoàng trả lời cho ông Quan Văn Hóa Triệu Nhật Trường về thọ bát quan trai như sau: thọ là nhận, bát là tám, quan là cửa, trai là bữa cơm thanh tịnh. Đức Phật dạy mục đích bữa cơm thanh tịnh này như sau: ai thọ bữa cơm này mà giữ đúng sẽ được phước cho bản thân, gia đình và cả tổ quốc nữa. Còn ai làm sai sẽ bị quả báo nặng nề. Vì sao vậy? Vì trong nhân quả bất cứ thứ gì đều phải có hai chiều cả, chiều phước và chiều họa. Người thông về vật lý học gọi là chiều âm và chiều dương. Người thọ bữa cơm này phải thanh tịnh trong 24 giờ, mà phải giữ đúng 5 giới của một cư sĩ và 3 giới của bản thân như: 1. Thân không được dâm dục. 2. Miệng không được nói chuyện. 3. Ý không được suy nghĩ bất cứ thứ gì. Pháp bát quan trai này chỉ áp dụng cho cư sĩ thôi, còn tu sĩ không được dự. Vì sao vậy? Vì người tu sĩ phải thọ 250 giới hoặc 500 giới, trong đó có những giới này rồi, vì vậy không được thọ như cư sĩ. Lời soạn giả: chúng tôi sưu tầm thấy Ngài Điều Ngự Giác Hoàng có hai điều tuyệt hay như sau. 1. Khi làm vua, Ngài là một vị minh quân và kiên cường đánh giặc ngoại xâm. 2. Khi Ngài đi tu, Ngài là một vị tu sĩ thông tất cả những gì mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Thật hãnh diện cho nước Việt Nam chúng ta có một vị tổ sư thiền tông thông tất cả đạo và đời.